tiếp tục vào việc anh chị ơi. Đây là một lô đất trống và kèm theo 5 phòng trọ ở phía sau. Hôm nay em Hải sẽ chia sẻ với anh chị mình ha, chủ yếu bán đất thôi, tặng 5 phòng trọ, trong đó có 5 phòng trọ anh chị. Phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương anh chị, giá trọ này siêu rẻ luôn. 121m quý anh chị nha. Lô đất này 121m có 5 phòng trọ. Và trước đây một miếng đất trống lớn ha, để mình có thể xây nhà quý anh chị này. 121m mà chỉ có 2 tỷ 7 thôi, 2 tỷ 7 thương lượng anh chị nha. Giá cũ là 3 tỷ 1, giảm 400 anh chị, giảm 400, chính xác là giảm 400. Phường An Phú, thành phố Thuận An quý anh chị nha, tỉnh Bình Dương. Đường thông hai đầu. Đường này ô tô thoải mái quý anh chị, đường bê tông 6m. Đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, gần với cổng sau của khu công nghiệp V-Ship 1 quý anh chị. Khu công nghiệp V-Ship 1, khu công nghiệp Việt Nam Singapore quý anh chị, cổng sau nhá. Giá trọ của mình là ở cổng sau. Còn đây, đường này mình ra đường DT743 này quý anh chị, tầm 100m thôi. Đây này, để lại em quay cái đường này cho anh chị mình xem. Ngay đây luôn quý anh chị. Ngay đường DT743 luôn, gần vòng xoay An Phú anh chị nhá. Chỗ này ra vòng xoay An Phú cũng rất là gần luôn anh chị ạ. Đây lên vòng xoay An Phú 500m thôi, 500m anh chị nhá. Đấy. Gần đường DT743. Đây quý anh chị, đường DT743 này. Đứng đây mình nhìn thấy được luôn anh chị này. Đây này. Đó, chỗ cái chị đi bộ phía trước đó là đường DT743 đó. Ra em quay thực tế cho anh chị mình xem. Đường này, giấy trọ này thông hai đầu quý anh chị ạ. Thông hai đầu luôn, đẹp lắm. Thông hai đầu. Đó, đường DT743 đó quý anh chị thấy không? Đó. Vậy là giấy trọ mình ra DT743 tầm chưa tới 100m đâu anh chị. Chưa tới 100m nha. Đó, đó đường DT743. Qua bên kia đường là chợ Thông Dụng quý anh chị nha. Qua bên kia đường là chợ Thông Dụng. Đó, đây là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đó, gần với cổng sau của khu công nghiệp V-Ship 1. Ngay trục đường DT743. Ngoài ra từ vị trí này mình về ngã tư 550 Vincom của Di An cũng rất là gần anh chị nha. Chỉ 2km thôi. Đó, rất là gần. Gần nhất là gần với vòng xoay An Phú anh chị. Cách vòng xoay An Phú tầm 500m ha. Cách vòng xoay An Phú tầm 500m anh chị ạ. Đấy. Đường này đường thông hai đầu, đường ô tô anh chị nha. Khu dân cư rất là đẹp nha. Đó. Quý vị thấy khu dân cư không? Rất là đẹp nha. Đó, bên đây này. Giá trọ mình bên đây ha. Đó, chỗ hồi nãy mà em ghi hình cho anh chị mình xem này, lô đất tặng giá trọ. Đó. Chỗ cổng xanh xanh đó quý vị thấy không? Đó, đường này thông nha. Đường thông hai đầu anh chị nha, đường ô tô đẹp luôn. Đó. Thì ở đây là hiện tại bây giờ là chủ đang cần bán gấp quý vị, giảm 400 triệu nha, giảm 400 nha. Đấy. Giá lúc trước á là 3 tỷ 100 triệu, bây giờ chỉ còn 2 tỷ 7 thôi. 2 tỷ 7 thương lượng anh chị, mà diện tích lên tới 121m lận quý anh chị ha. 121m bao gồm ở một cái khu vực đất trống phía trước này quý anh chị, chỗ này mình có thể xây nhà, nếu anh chị nào mình thích mình có thể xây nhà đây mình ở ha. Còn ở sau đây thì mình có thu nhập 5 phòng này là đang cho thuê 6 triệu một tháng anh chị nhá. Đó, đang ở kín hết luôn này quý anh chị. Đây. Đó, đang cho thuê 6 triệu một tháng anh chị nhá. Đấy. 5 phòng là sâu thẳng xuống dưới đó nha quý anh chị nhá. Đấy. Cái này giá trọ của mình đây là ngang 5 quý anh chị nhá. Đấy. Giá trọ này là ngang 5 và dài hơn 24m một xíu, hơn 24m quý anh chị nhá. Tổng là 121m đó, tổng là 121m, có 60m thổ cư rồi, mình lên thêm thoải mái anh chị nhá. Chỗ đất trống này về xây nhà rất là ok được quý anh chị ha. Đó, xây nhà rất là ok. Đường nhà mình là đường thông hai đầu, rất là đẹp luôn. Đó. Cái này phù hợp cho anh chị mình mua để có dòng tiền. Hoặc có thể là để xây thêm nhà ở phía trước mình ở ha. Đường thì thông, đường này ra DT743 luôn anh chị này. Đó. Cái này mình vừa ở vừa cho thuê rất là ok ha. Đó. Trước đây mình có thể xây nhà mình ở, còn phía sau đó mình cho thuê. Đó. Rồi, vậy là lô đất này kèm 5 phòng trọ này, 121m này, phường An Phú, thành phố Thuận An, gần vòng xoay An Phú, gần cổng sau của khu công nghiệp V-Ship 1, phường An Phú, thành phố Thuận An, gần trục đường DT743, gần với chợ Thông Dụng ha. Những cái vị trí em vừa nêu chỉ 500m thôi. Đấy, thì hiện trạng bây giờ là đang cần bán với chị ha. Giảm 400 triệu, giá lúc trước là 3 tỷ 100, còn bây giờ là chỉ còn 2 tỷ 7. 2 tỷ 7 là một mức giá siêu tốt anh chị nha. Đấy, còn thương lượng thêm. Anh chị quan tâm thì mình vào việc luôn. Đó, em xin cảm ơn. Vào việc cấp đi anh chị nha. Rồi em xin chào ạ.